Nên đây tôi nói chính thứ thiền định. Thiền định cũng vậy, người khi bậc tử nghe nói tới tu thiền không biết cái gì thì cũng tưởng khó khăn ghê gớm lắm, rồi chạy nào này đến chỗ kia đi tìm học cái thân lắm rất là nhiều. Trong khi mình học thiền định rồi mà mình không ai biết gì hết. Chính thứ thiền định đó là về sơ thiền, về sơ thiền nó thì là lưu mở sân hữu đạo. Thế thì giờ cái thiền định mà có sơ thiền là người nào mà tu tập cái pháp lưu để rồi nó được cái hữu đạo, được cái mừng, được cái tâm pháp, được cái vui vẻ, được cái an nhiên tự tại trong lòng đó. Thế này là muốn tôi được sơ thiền á là một quy lưu thôi. Đây chứ không phải là tôi thiền là cái giường ghê lớn lắm, không có. Lưu, mình tập lưu. Bây giờ nói ví dụ như là thường thường là cái người tu hành tôi gọi là cái người có ái lưu gia, cái người đó có đức, nhờ có cái tâm ái nhiễm. Mà cái tâm ái đây là tôi nói ví dụ như là thế gian này là ai có chồng có vợ là cũng thương yêu chồng vợ, và khi mà có chồng có vợ rồi, có gia đình rồi là thân con ra là thương con ghê gớm lắm. Thương con có vẻ là dám thế mạng mình chết thế cho con đó, cũng bằng lòng nữa. Cũng như là xưa ông mong thì ông vua hơn á, ông ái rồi nó nổi, nghĩa là ông dám bằng lòng nữa là móc cặp mắt ổng và lấy máu ổng mà để cứu cho cái nàng hái nho, cái nàng chôn ma đó, ái vừa lớn như vậy đó. Ấy cho tôi cái lương hoa đúng không, tôi lấy mông, tôi lấy mau, vì cái ái mà có thể là thường vừa làm bất cứ việc gì kể cả tấm mạng. Đây, cái điều là ái đó là nó phát xuất từ ái dục thôi nha. Còn ngoài ra khi mà cha mẹ mà sinh ra mà thương con, nó thương dữ lắm, thương có thể thế cái chết cho con được. Có những người thương vậy là thế, là thương vợ chồng với nhau rồi thương con, rồi thương con mà thôi, rồi là con sinh ra rồi phải nuôi là tất nhiên rồi ha. Còn có người còn thương cháu ngoại cháu nội cũng thương ghê lớn giống như thương con vậy. Rồi cháu ngoại cháu nội là nó sinh ra tới cháu có cũng vẫn thương như vậy. Thành ra cái đó là có chỉ ái là vậy đó. Nhưng mà cái người tôi là cắt ái, cắt đứt bớt ái đi, giảm dần cho tới cắt đứt đi. Chứ còn ái như vậy là tức là mình không lưu cho. Thành ra cắt ái rồi mới lưu, lưu ra, lưu ra, nó cho lìa cái nhà đó đi. Cái nhà mà nó là nó đầy cái mà trần trịch cái lưới ái đó, nó ràng buộc trong các cái lưới ái đó. Đó là cái bài thơ mà cũng đa tăng mà thiết niệm, tức là tôi vẫn nghĩ là thân là ai giọng cùng hương bốn tấu vũ thông tần. Tức là thân này nè, cái thân này là la, là giống. La giống tức là quyền, là lớn, là cái thứ mà nó có như trào, nó quấn, nó cuốn mình chạy theo nó suốt cả cuộc đời. Do thì tâm trục thể ba cánh nhật tầm luân của việc chương chạy theo cái luật, những cái đợt sóc, cái đặc sống sắc tài danh lợi của cuộc đời này nó trầm luân ở trong người trước là người ta áo nó giữ lắm. Mỗi thiên ca nó tùy viễn vọng xả Phật như nhận không quan mê mũi cái chân lý, cái chân lý nó tự tại an nhiên, nó giải thoát vô cùng, vậy mà mê mũi nó bỏ đi cái chân tâm thường trú trong thanh tịnh an nhiên của mình. Mình lẫn những cái ái mà cái ái này nó không có thật, nó liên quan đến giữa hư không,
nghĩa là khi có bệnh mình thấy nó có, mà chưa mất bệnh mất rồi thì là cái quan đó thấy không còn nữa. Ở đây cái vấn đề là thương con, thương cháu, thương chồng, thương vợ này là cuối cùng rồi thì thế giả không, tử giả không, quỳnh tiền lỗ hưởng bất tương phùng, thương giả không, lâu giả không, tử hậu hà tàn phải thủ trung. Cuối cùng rồi chồng cũng không, mà vợ cũng không, mà con cũng không, rồi vàng cũng không, bạc cũng không, thương lên đường quỳnh tiền không hề lật mặt. Cái điều này chẳng phải là nhận thông qua không sao? Nam mê á nhiễm những cái đó, cuối cùng không có gì hết. Chẳng phải là mình bỏ đi cái sự an lạc của thân cận, sự giải thoát của chính mình, mà mình nhận những cái mà có rồi không, không rồi có, như qua đến giữ không. Thành ra là ai mà muốn được cái bậc sơ thiền nên là cái người đó phải học cái chữ ly. Tổ sư ra nói với người tu hành cái bậc miếng ly hơn bản thế pháp bẩm sư. Phải miếng ly, nghĩa là phải xa lìa. Xa lìa gia đình, người xa lìa lục thân, người xa lìa cả làng xóm. Cái người nào mà tu hành mà còn mê làng xóm của mình nó cũng được. Cho nên nhiều người tu hành rồi đó là đi kiếm tiền được, rồi đi cái bằng đi nguyên gốc được, thì nhiều lúc có thể đem về rồi xây dựng cho làng xóm mình nó cũng không thích. Làng xóm của mình cũng phải coi như là cả nước, cả tất cả nhân loại đều là lục thân huyết thuộc của mình thì mới đúng. Chứ còn mà về rồi thì là mình ủng hộ cái làng xóm của mình, rồi mình giúp đỡ làng xóm của mình, rồi thân nhân của mình rồi đó, sao được tôi vậy không được. Cho nên là phải muốn lương, muốn lương đáng mà bỏ ra làng xóm, làm không đủ cho tất cả mọi người bình đẳng, mà không kể là làng xóm mới là làng xóm của mình đáng phục vụ. Mà nếu mà kể làng xóm của mình mới vừa phục vụ mới lo mà là chưa đúng đạo lý, mà tôi vậy là tôi sai. Mà còn chỉ vì cho thân nhân của mình không thì lại càng sao. Cho nên là cái gọi là lương như vậy. Thành ra sơ thường lương, do cái chữ lương mà nó sinh ra hữu lạc. Lương hết, lương lục thân với thuộc, lương trả hơn ngã, trả làm sớm. Rồi lương trả phất tài danh lợi. Chẳng hạn như là trường hợp bất bóng thương của chúng ta nó là lương lý. Lưu cả nó vàng, cả điện ngọc, cả vợ đẹp, cả con lưu, rồi lưu cả địa vị chức đức lưu hết. Từ cái chỗ của con mình lưu đó mà được cái sơ thiền. Còn người nào không có lưu thì đừng có hy vọng. Sơ thiền là cái thiền đầu tiên đó. Còn lưu thiền là nịnh. Nịnh cho hữu lạc có một cái định thôi. Cái tâm là qua về không có sinh nó ra ngoài nữa, nó ra ngoài nó chạy theo sắc thân thân nghĩ xuất phát. Bây giờ đem cổ cái gì tập trung nó lại để mà tư duy về vấn đề vô thường, vấn đề khổ, vấn đề vô ngã, vấn đề bất tịnh của cái kiếp con người. Thế thì là người đó nó gọi là tu định. Mà khi mà thấy được sự vô thường, sự vô ngã, sự bất tịnh của cái sống con người rồi thì là người ta cũng tức là từ cái lưu đó nó phát triển thêm lên. Rồi tam thiền nghĩa là xả, lưu hữu diệu lạc. Tam thiền là lưu hữu diệu lạc. Tam thiền là cao hơn một chút nữa, nghĩa là cái lạc đó không còn là cái đối tượng thân lưu, không còn là vận dụng cái đối tượng thân định, có lưu có định nó mới có được cái lạc. Mà ở đây nghĩa là không dụng ý lưu, không dụng ý định nhiều, nghĩa là nó thuần thục rồi. Cho nên nó được cái dự là dầu không có ý ly, dầu không có ý tập trung ở trong thiền định mà vẫn được cái dự là. Nó giống như cái trạng thái mà con người xe đạp, đi xe đạp mới tập đó. Bằng đầu là còn dính nó cầm, rồi còn có ý đạp, rồi còn ngó cái xe. Nhưng mà sau đó rồi nó quen đi lần rồi đó, thì là không còn có ý là dính ta cầm cái chất cái túng gì nữa cả. Cũng không còn có ý mà ngó cái xe nào nữa cả, mà đi nó không có đủ. Cái gì là cái tam thiền đó là lưu hữu mà được cái diệu lạc, nghĩa là nó tự tại hơn là cái lúc mà sơ thiền nhị thiền. Rồi tứ thiền đó thì là xả, tôi cái định xả,
xả hết, cổ bỏ hết, chỉ còn có một niệm thanh tịnh mà thôi. Xả đây không có nghĩa là xả tu khắp, không còn biết cái gì, không còn thấy nghe hiểu biết chút một chút nhé, không phải vậy. À, xả như vậy là nó thành ra cái người vô tướng rồi. Nhưng mà xả ở đây là xả không chấp mất, nhưng mà nó còn cái niệm thanh tịnh. Cái niệm thanh tịnh nghĩa là biết tất cả mà không có bị dướng mắt, thành cái tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh. Còn không là biên sứ, sức vô biên sứ, hòa sứ, sứ thiên thẩm thiên thiên sứ là bốn cái nữa, là cho bằng tám thứ nè. Thì bốn cái thứ này á, là người ta cũng có thể tu đó. Nhưng mà tôi luôn nói là coi chừng là vô đó mà nó ra nhiễm trong đó là sao. Thế thì là bốn cái thứ đó là tám rồi. Còn một cái thứ định nữa cho bằng vô tổn định. Vô tổn định là một cái thứ định là cố diệt tư tưởng, để cho không còn biết gì hết, không còn nghe thấy gì hết. Thì cái định này là đối với đạo Phật, cái chuyện đó là thuộc về ngoại đạo tà định, cũng như là cái định mà cứ không cũng thuộc về tà định rồi. Vì vậy mà cái người ta có thể xa vào trong chín thứ định đó, mà nơi ví dụ chỉ chín thứ định là chúng để ý là cái định vô tưởng, là cái định không cần thiết ở ngoài, nhưng mà nhiều người lại cũng mà tham mộ cái đó, rồi cố ý để vượt cái tưởng. Không cần làm việc đó đâu, cần phải trí tuệ thật là bát nhã ba la mật nè. Cuộc đời mình phải đạt cái đỉnh cao chứ cần gì làm mà vượt cái tư tưởng của mình. Chỉ có cái điều là cái tư tưởng đó không xa vào cái vọng tưởng đương đạo. Cho nên là cái người mà thiệt định đó, chẳng hạn như người ta thành tựu được cái như quyển tâm ma đề rồi, giảng pháp giảng xong rồi là ta tự tại sống trong cuộc đời này vẫn đi vẫn đứng vẫn nói vẫn nhấn chứ, mà nó không có nhiễm thôi chứ, cái đâu có cần phải là vô tưởng rồi để cho mình không biết gì hết rồi là đời lẫn lẫn như người khùng người điên. Vì vậy mà ở đây dụng chữ chính thức định đó là Phật tử để ý là người ham lắm, cũng có người ham tu lắm, nhưng mà vừa là không học chính chắn thành ra là đi xa lạc, đáng thương lắm. Nhưng mà thương thì thương vậy thôi, chứ còn nó từ ra cái chủng tánh, cái chủng tánh ngoại đạo, họ chỉ nghe những người nào ngoại đạo hướng dẫn họ. Chứ mà cái người mà có cái chủng tánh đại thừa hướng dẫn những người, chủng tánh tiểu thừa họ cũng không nghe. Mà chúng tánh tiểu thừa hay là đại thừa hướng dẫn như chúng tánh ngoại đạo họ cũng không nghe. Thành ra cái vấn đề đó là nó là cái chuyện muôn đời, không bao giờ hết được.